Xin chào mừng anh em, chúng ta đã đến và cùng gặp lại nhau tại channel của Nguyễn Công PC. Và anh em xem tiêu đề, tò mò phết đúng không? Trên tay mình đây chính là một em WD Blue SN580 có dung lượng 1T đến từ WD đúng không? Western Digital. Và như tiêu đề, em một cứng này không có case. Và chúng ta sẽ có khá là nhiều vấn đề để bàn với nhau về một cứng này. Vậy thì bắt đầu video luôn thôi. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một vài cái thông số spec cơ bản về cái em ổ cứng này. Thì chúng ta sẽ có một em ổ cứng là đến từ WD Western Digital với cái dung lượng lên tới là 1T. Thì cái em SSD M2 này, NVMe M2, thì sẽ có chuẩn giao tiếp là PCIe Gen 4X4 và có cái tốc độ theo như nhà sản xuất công bố là đọc ghi là lên tới tận 4150 đó. Và chúng ta cái ổ cứng này thì sẽ có cái bảo hành lên tới tận 5 năm, tức là đồng nghĩa việc là nếu như mà các bạn sử dụng trong một thời gian 5 năm là một thời gian quá dài rồi, và khi mà chúng ta muốn nâng cấp lên một dung lượng cao hơn thậm chí vẫn chưa hết bảo hành các bạn ạ. Và cái loại bộ nhớ NAND flash trên ổ cứng này thì sẽ là TLC, full TLC luôn. Cái đặc điểm của TLC này ấy, triple level shell ấy, thì so với SLC nhá, thì nó sẽ có những cái đặc điểm như là giá thành rẻ hơn này, dung lượng bộ nhớ cao hơn, tuy nhiên thì cái tuổi thọ nó sẽ không đạt được như SLC. Nhưng mà những cái ổ cứng hiện đại ngày nay ấy, ổ cứng đời mới ngày nay thì đều áp dụng theo cái là loại bộ nhớ NAND flash là TLC hết, để giúp giảm giá thành và nâng cao cái dung lượng bộ nhớ lên. Thì với cái em này thì sẽ không có cache như chúng ta đã xem ở cái tiêu đề mà mình đã đặt ở video rồi. Thì cái việc mà không có cache này thì nó sẽ có những đặc điểm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích ở trong video này nha. Và thì đầu tiên mình sẽ cùng điểm qua những cái thông số mà mình đã test ở đây. Thì như các bạn có thể thấy trên màn hình, tí nữa editor sẽ zoom to lên ở cái phần màn hình cho các bạn cùng thấy. Thì mình sẽ test ở đây là 3 mức. Đầu tiên là 0%, 51% và 95%, tức là gần đầy rồi ấy. Thì đối với một cái thương hiệu uy tín như là Western Digital này này, thì ở cái mức 95% hay là ở mức 0% thì cái tốc độ đọc ghi nó đều rất là chuẩn và rất là nét luôn. Ở đây ở cái mức 0% thì chúng ta thấy là cái tốc độ đọc ghi ở đạt được ở số điểm là 4168 ở mức độ đọc ghi tuần tự này, ở 51% là 4161 này, và 95% là 4163, còn vượt qua cả cái số mà nhà sản xuất công bố là 4150. Duy chỉ có cái ở mức là 95% thì cái tốc độ ghi là 3766. Thì cái tốc độ này cũng giải thích dễ hiểu, đó là do cái nhiệt độ tăng cao lên thì cái hiệu năng của cái ổ cứng này nó sẽ bị giảm xuống một tí. Ở đây thì có một điều chúng ta cần lưu ý, đó là cái điểm số về random 4K nó chỉ đạt khoảng 80 này, ghi là 270 ở đây. Và đến phần là 95% thì chỉ đạt 59. Thì con số này chỉ đạt ở mức khá thôi và cũng khó có thể so sánh được những cái em ổ cứng thuộc cái kèo trên, thuộc phân khúc cao cấp. Khi mà xem được những các cái thông số này ấy, cái kết quả test này thì mình thấy là uầy, thật sự rất là ấn tượng luôn đấy, bởi vì cái con số nó vượt qua cả những các cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra. Và thế còn thực tế thì sao? Đầu tiên thì mình sẽ test copy ở một cái file có dung lượng là 10GB. Đây là một file phim. Thì đây là một cái dung lượng nó cũng khá là thấp thôi, thế nên là tốc độ nó cũng sẽ copy rất là nhanh, copy cực kỳ nhanh, là 1-2 giây. Và cái tốc độ nó đạt được nó gần sát với cái tốc độ nhà sản xuất đưa ra là 4150. Khi mình copy một cái file có cái dung lượng lớn hơn là lên tới tận 20GB, thì đầu tiên cái tốc độ của nó đạt được là 3GB trên giây, và về sau nó tụt về 2GB. Và khi mình copy một cái file có dung lượng lớn hơn nữa lên tới tận là 90GB, là một cái file game, file nén bộ game, thì cái nhiệt độ nó tỏa ra rất là cao, lên tới tận là gần 80 độ cơ. Và cái tốc độ nó sẽ tụt về từ 1.8GB cho xuống còn 1.5GB. Thì giải thích cho vấn đề này như thế nào? Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là do em ổ cứng này không có cache. Đấy, thế nên là nó sẽ phụ thuộc phần lớn vào cái phần nhiệt độ của em ổ cứng này nó sẽ như thế nào. Nếu như em ổ cứng này khi mà nhiệt độ nó lên cao quá thì cái hiệu năng của em ổ cứng nó sẽ bị bóp lại khá là nhiều. Cái việc không có cách này thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng mặt lợi mặt hại riêng. Đầu tiên là nếu như có cách thì tốc độ ban đầu của các bạn copy nó sẽ rất là cao, tuy nhiên khi mà đã hết cách rồi thì tốc độ nó sẽ tụt về cũng khá đấy. Nhưng mà nếu như không có cách thì tốc độ ban đầu nó sẽ như thế nào thì tốc độ về sau nó sẽ vẫn như thế, trừ khi là cái nhiệt độ của chúng ta nó được giữ ổn định thôi. Còn nếu như nhiệt độ tăng lên cao quá thì hiệu năng của em ổ cứng này nó sẽ bị bóp lại khá là nhiều đấy. Vậy nên khi mà các bạn sử dụng ổ cứng này thì sẽ cần có những lưu ý gì? Nếu như các bạn làm ổ cứng chính cắm tại thanh M2 chính có những cái phần heatsink nó xịn như thế này
thì các bạn không cần phải lo, bởi vì phần Hisense này tản nhiệt rất là tốt, giữ cho các bạn một cái nhiệt độ ở mức tối ưu, mang lại một cái hiệu năng ổn định cho em ổ cứng này. Nhưng mà nếu như các bạn đang sử dụng là một khe cắm phụ, là một cái ổ cứng phụ để tăng dung lượng, thì các bạn cần lưu ý gì? Đó chính là các bạn vẫn nên trang bị những cái tấm tản nhiệt như thế này, hoặc là cắm thêm hoặc trang bị thêm một cái bộ phận tản nhiệt nó như thế này nữa, để cho cái ổ cứng của chúng ta nó có một cái nhiệt độ tối ưu, giữ được ở mức hiệu năng ổn định. Còn nếu không có thì sao? Giống như mình đang cắm ở đây này, ở khi nhiệt độ lên quá cao thì cái hiệu năng của em này sẽ bị bóp lại và cái băng thông của em ấy copy cũng sẽ bị giảm kha khá giống như mình đấy. Và cuối cùng thì là sản phẩm này có khả năng cạnh tranh được không? Thì mình nghĩ là sản phẩm này cũng rất là có tiềm năng, có thể cạnh tranh được với những các cái sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp khác. Dù chưa có cái giá bán chính thức nhưng mà với cái giá khởi điểm ở trên cái website của Western Digital là 59 đô cho phiên bản 1T, thì mình nghĩ là nếu như các bạn đang cần tìm một em ổ cứng này có một cái dung lượng lớn với một giá thành rẻ, ổn định và bền bỉ, thì đây sẽ là một sản phẩm khá là, người ta gọi là một sự lựa chọn khá là thông minh và có thể cân nhắc so với những các cái dòng SSD có cùng phân khúc và cùng mức giá trên thị trường. Và đúng như là cái tên thương hiệu của WD luôn, luôn luôn bền bỉ và cực kỳ là ổn định, thì mình thấy là em ổ cứng này mình đánh giá là nếu như trên thang điểm 10 thì mình có thể đánh giá em này khoảng tầm là 8 điểm trên 10 đi. Ở 8 điểm trên 10 luôn đấy. Đây là một số điểm cũng khá là cao luôn các bạn ạ. Và cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ phút này. Và nếu như các bạn yêu thích video thì hãy cho chúng mình một like, một share, một bình luận về ý kiến của các bạn ở dưới phần comment nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và cũng đừng quên là subscribe kênh Nguyễn Công PC để gặp mình ở những video kế tiếp. Bye bye.